là như vậy. Sở dĩ vì sao như vậy là bởi vì là Việt Nam chúng ta có cái khái niệm gọi là thị trường 1 và thị trường 2. Cái thị trường 1 là cái thị trường mà các tổ chức tín dụng, các ngân hàng người ta tiếp xúc trực tiếp với dân cư. Còn cái thị trường 2 là cái thị trường mà tác động giữa cái ngân hàng nhà nước và các cái tổ chức tín dụng. Vậy thì khi mà người ta thực hiện cái công cụ định lượng này, về bản chất là nó tác động tới thị trường 2, nhưng mà cơ chế để chuyển dịch từ cái thị trường 2 sang thị trường 1 thực ra nó khá là khó, bởi vì chúng ta có hai lớp thị trường. Cho nên là ở Việt Nam thì người ta cũng bàn rất là nhiều về công cụ này, nhưng mà thực tế thì khi nói về chính sách tiền tệ, chủ yếu là chúng ta nói về cái hộp bên trái của tôi này, là cái lãi suất điều hành. Đó là lý do tại sao mà khi mà lãi suất thay đổi thì thị trường chứng khoán phản ứng ngay. Rồi bây giờ tôi sẽ nói là, vậy thì chúng ta vừa mới hiểu là vậy thì công cụ định lượng lãi suất điều hành thuộc nhóm chính sách tiền tệ nó tác động như thế nào tới cái mặt bằng lãi suất. Thì tiếp theo là vậy thì khi nào thì người ta làm những việc đó. Ở đây các bạn thấy là có hai cái hộp, một cái hộp màu blue, màu xanh nước biển, và một cái hộp màu nâu. Thì cái hộp màu xanh nước biển ở đây, tăng trưởng kinh tế cao, việc làm nhiều và lạm phát cao. Ở đây nó là như này: khi mà tăng trưởng kinh tế cao ấy, tức là tăng trưởng tốt ấy, thì bao giờ nó cũng có nhiều việc làm, các doanh nghiệp hoạt động hết công suất và nhiều việc làm. Nhưng cái đặc điểm của nó là lạm phát bao giờ cũng cao. Hay nói cách khác là khi mà chúng ta tăng lãi suất lên ấy, hoặc là chúng ta khi mà chúng xin lỗi tức là khi mà chúng ta tăng trưởng kinh tế nhiều ấy, thì thông thường nó sẽ dẫn tới là lạm phát cao. Và ngược lại, khi mà tăng trưởng kinh tế thấp thì cái việc làm nó rất là ít, nhưng mà cái lạm phát nó cũng rất là thấp. Vậy thì chính phủ khi mà nhìn thấy cái tình trạng của nền kinh tế như vậy, người ta sẽ làm thế nào? Ở đây tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể là tháng 3 vừa rồi, khi mà tháng 3 năm ngoái đó, là khi mà cả thế giới và Việt Nam kỳ vọng, hay nói khác rằng là dự kiến rằng là dịch bệnh nó xảy ra và có thể dẫn tới cái sự đình đốn của nền kinh tế. Cái tình trạng là các cái chuỗi cung ứng nó bị phá vỡ trên phạm vi toàn cầu, tức là tác động cả khung toàn cầu. Thì người ta nghĩ tới việc là tác động của nền kinh tế. Và người ta kỳ vọng rằng là cái tăng trưởng kinh tế có thể sẽ thấp và có thể dẫn tới cái việc làm ít đi, nhưng đồng thời cái lạm phát nó sẽ thấp. Thì lúc đó người ta, cái mục tiêu của người làm điều hành là người ta sẽ nới lỏng tiền tệ bằng cách là giảm lãi suất.